Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên thứ ba ngày 18 tháng 7. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với thành phố Hưng Yên về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Các địa phương chủ động phòng chống ảnh hưởng của cơn bão số 1. Huyện Phú Cư cơ bản hoàn thành kế hoạch bố trí khu tái định cư mới cho nhân dân để xây dựng đường Tân Phúc - Võng Phan. Hưng Yên đứng thứ 33 cả nước về điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Hưng Yên từ đầu nhiệm kỳ đến nay, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và đến hết nhiệm kỳ. Các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban, sở, ngành của tỉnh. Để đạt được mục tiêu thành phố Hưng Yên trở thành đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh vào năm 2025, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố Hưng Yên đã tập trung quán triệt, sớm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Đặc biệt, đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nghị quyết số 21 năm 2022 về phát triển thành phố Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2045. Trong công tác xây dựng Đảng, việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá tập thể và cá nhân hàng năm được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo dân chủ công khai và thiết thực. Bình quân hàng năm có trên 19% số tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trên 87% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ tháng 9 năm 2020 đến nay, kết nạp được 232 đảng viên mới, thành lập mới được 5 tổ chức Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân. Trong lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, qua nửa đầu nhiệm kỳ đại hội, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý đất đai được tăng cường. Đặc biệt, năm 2023, thành phố đã tập trung tuyên truyền người dân chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai. Nhiều hộ gia đình vi phạm đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại mặt bằng như ở các xã Hồng Nam, Trung Nghĩa, Tân Hưng, Hiến Nam. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 52%. Hiện thành phố đang hoàn thiện các bước để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án thành lập các phường trên cơ sở 5 xã Bảo Khê, Trung Nghĩa, Liên Phương, Quảng Châu và xã Phú Cường. Các chính sách an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo. Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Thành ủy Hưng Yên kiến nghị đề xuất Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh một số vấn đề như đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ thành phố đầu tư xây dựng các công trình có tổng mức đầu tư lớn trên địa bàn để củng cố cơ sở hạ tầng, diện mạo đô thị thành phố theo hướng đô thị sinh thái, thông minh, hiện đại và văn hiến. Khối lượng công trình triển khai tương đối lớn, cần có cơ chế đặc thù của tỉnh cho thành phố và sự vào cuộc của các cấp các ngành tháo gỡ vướng mắc các tiêu chí còn yếu để hoàn thiện các yêu cầu theo quy định để được xét công nhận đô thị loại 2. Nội dung chi tiết của buổi làm việc sẽ được chúng tôi thông tin chi tiết vào chương trình thời sự sau. Kính mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Sáng nay, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện công tác quý 2 và phương hướng nhiệm vụ quý 3 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chủ trì cuộc họp. Tổng nguồn vốn tín dụng đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 đạt trên 3.770 tỷ đồng, tăng hơn 120 tỷ đồng so với quý 1. Tổng dư nợ quý 2 đạt gần 3.770 tỷ đồng, thực hiện trên 80% kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm, toàn chi nhánh đã giúp trên 10.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 2.600 hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hỗ trợ tạo việc làm cho trên 3.000 lao động, giúp hơn 1.000 lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh nhấn mạnh, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội các cấp tiếp tục hoạt động theo đúng quy chế, nêu cao vai trò của các thành viên, tăng cường công tác kiểm tra giám sát nhằm phát hiện và chỉnh sửa kịp thời những sai sót trong công tác quản lý vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, tập trung huy động nguồn vốn của các tổ chức cá nhân, triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách
góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông tại địa phương dưới nhiều hình thức, giúp người dân nắm bắt kịp thời các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín dụng chính sách, đồng thời giúp các đối tượng vay vốn thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của hộ vay. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị sơ kết một năm xây dựng xã thị trấn điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Công tác phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2023, 2 tháng thực hiện kế hoạch số 78 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cấp bách để giải quyết tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy phức tạp trên địa bàn huyện Văn Giang, Văn Lâm. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 138 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Sau hơn một năm thực hiện xây dựng xã thị trấn điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị tại hai địa bàn lựa chọn xây dựng điểm là công an phường Hiến Nam thành phố Hưng Yên và xã Phạm Ngũ Lão huyện Kim Động đã có những chuyển biến tích cực. Tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật đã được kéo giảm, không để xảy ra bị động bất ngờ. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát huy hiệu quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác phòng chống tội phạm đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, sau 2 tháng thực hiện quyết liệt kế hoạch số 78 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ 47 vụ, 88 đối tượng phạm tội, tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ gần 523 gram heroin, gần 35 gram ma túy tổng hợp, đã khởi tố 46 vụ, 67 bị can, phát hiện xử lý hành chính 777 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao kết quả một năm xây dựng xã thị trấn điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị và công tác phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2023. Đặc biệt là kết quả 2 tháng thực hiện kế hoạch số 78 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cấp bách để giải quyết tình hình tội phạm tệ nạn ma túy phức tạp trên địa bàn huyện Văn Giang, Văn Lâm. Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành, tình hình tội phạm về ma túy liên quan đến triển khai xây dựng hai khu dự án đô thị trên địa bàn huyện Văn Giang, Văn Lâm cơ bản được giải quyết ổn định, được quần chúng nhân dân đánh giá cao, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, tạo sự phát triển kinh tế, xã hội, địa phương theo hướng bền vững. Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Duy Hưng yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, đặc biệt là các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo 138 tỉnh triển khai quán triệt chỉ thị số 43 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Triển khai kế hoạch số 52 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về xây dựng xã phường thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự bền vững, lực lượng chức năng cần phối hợp với các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương, bám sát, nắm bắt tình hình ngay từ hộ gia đình, thôn, xóm để xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, ra soát quản lý đối tượng nghiện ma túy ngay từ cơ sở và tổ chức để các đối tượng cai nghiện ngay tại cộng đồng. Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình, làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tại hội nghị, 12 tập thể, 10 cá nhân đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã thị trấn điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và trong công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy tại địa bàn huyện Văn Giang và Văn Lâm. Theo dự báo, bão số 1 sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Hưng Yên, gây mưa lớn và khả năng xuất hiện úng cục bộ. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại các địa phương phía nam của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam đến kiểm tra công tác trực gác bơm tiêu úng tại các trạm bơm Triều Dương, Mai Xá B, huyện Tiên Lữ, La Tiến, huyện Phù Cử, kiểm tra việc tiêu thoát nước, bảo vệ diện tích lúa mới gieo cấy. Tại các điểm đến kiểm tra, công tác phòng chống bão số 1 được thực hiện nghiêm túc, phân công lực lượng ứng trực, chế độ báo cáo theo quy định.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã chỉ đạo các xí nghiệp chủ động tháo gạn nước trên các sông nội đồng, phân công lực lượng trực 24/24 giờ tại các trạm bơm, đồng thời lắp đặt một số máy bơm dã chiến để bơm tiêu cho các vùng gặp khó khăn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó với các tình huống trong mưa bão theo phương châm 4 tại chỗ, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng tránh bão, bảo vệ tài sản. Các đơn vị thủy lợi cần theo dõi sát diễn biến của mưa bão, chủ động linh hoạt trong việc tháo gạn nước trên đồng và các sông trục, giải tỏa vi phạm trên các hệ thống thủy lợi như đăng đó, rau bèo, phân công lực lượng trực gác tại các trạm bơm để vận hành bơm tiêu úng kịp thời. Trước dự báo ảnh hưởng của bão số 1 có mưa to kéo dài có thể gây ngập úng trên địa bàn tỉnh, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và các địa phương tăng cường khuyến cáo nông dân chủ động thu hoạch rau màu, cây ăn quả đã đến kỳ thu hoạch, khơi thông rãnh thoát nước cho diện tích cây ăn quả rau màu, thực hiện các biện pháp kỹ thuật chăm sóc lúa, nhất là các diện tích lúa mới cấy, bảo vệ ao hồ, đầm chăn nuôi thủy sản và các lồng cá trên sông, các công trình thủy lợi đang thi công. Để bảo vệ diện tích hoa màu và thủy sản, nông dân các địa phương đã tích cực các biện pháp đẩy mạnh công tác phòng chống bão, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, ghi nhận tại thành phố Hưng Yên, huyện Khoái Châu và Văn Giang. Huyện Khoái Châu có trên 850 hectare chuối, tập trung tại các xã Đại Tập, Tứ Dân và Tân Châu. Đây là địa phương có diện tích chuối lớn của tỉnh, đem lại thu nhập khá cho nhiều hộ dân. Từ những ảnh hưởng của mưa bão cùng với diễn biến phức tạp của thời tiết những năm trước, để giảm thiểu thiệt hại đối với diện tích chuối, các hộ dân đang khẩn trương chằng chống cắt tỉa lá nhằm tránh gãy rụng quả khi mưa, gió to, khơi rãnh thoát nước. Mặt khác, tập trung thu hoạch diện tích chuối đã đến kỳ thu hoạch. Trước dự báo ảnh hưởng của bão số 1, huyện Khoái Châu yêu cầu các trạm bơm trực 24/24 giờ chuẩn bị đầy đủ máy móc để chủ động xử lý mọi tình huống. Thành phố Hưng Yên có 300 lồng cá nuôi thả trên sông, 2.000 hectare cây ăn quả gồm nhãn, cây có múi, chuối, tập trung nhiều tại xã Hồng Nam, Quảng Châu, phường Lam Sơn. Để tránh thiệt hại có thể xảy ra, đặc biệt là bảo vệ gần 600 hectare nhãn đang chuẩn bị cho thu hoạch. Các nhà vườn đang đẩy mạnh công tác khơi thông dòng chảy, ngăn ngập nước, dùng các thân và cành cây to, chắc để chống cho nhãn, tránh trường hợp mưa gió to gây gãy cành và dập nát quả. Riêng tại vùng nuôi thả cá lồng, các chủ hộ, hợp tác xã đã thả lại neo, buộc lại các cột, dùng các loại dây cáp, dây sắt gia cố lại lồng bè và chuẩn bị các phương án khắc phục khi bão đổ bộ. Ngay sau khi nhận được tin bão sẽ đổ bộ vào đất liền, nông dân các địa phương trong huyện đã tập trung xuống đồng gia cố lại toàn bộ cây ăn quả, cây cảnh, cây leo giàn, gấp rút tiến hành chằng chống, níu buộc các giàn lưới phòng gió lớn. Sáng sớm ngày 18 tháng 7, cánh đồng trồng cây cảnh có múi tại xã Tân Tiến, nông dân đã xuống đồng từ 5 giờ sáng để buộc níu, gia cố bổ sung cây trồng phòng gió lớn, khẩn trương kê, kích lại toàn bộ các chum chậu, lu bưởi cảnh và quất cảnh. Đồng thời khơi thông các đầu rãnh thoát nước để phòng mưa lớn gây ngập úng cục bộ. Nếu mà gió to quá mà mạnh quá thì là cây bưởi thì hầu như là nó đập quả mới ghép được có mấy tháng thì là nó đập nó sẽ rụng, thì gia đình phải cố gắng để chằng chống cho chắc chắn, cho đỡ thiệt hại của gia đình. Tiêu thoát nước thì gia đình đã vệ sinh tất cả các đầu luống, các cái cho sạch sẽ để cho nó ngọn nước lên đâu nó trôi hết đi đến đấy. Hiện bây giờ là có 5-6 quất cảnh và tất cả các cái lô quất chung mới bưởi mới nu dù là khoảng 3.000 cây. Nhà gia đình chúng tôi cũng có mua một số những cái thiết bị cần thiết, ví dụ như cọc hóp đá về để chằng chống và các cái đóng để giữ các cái cây của gia đình. Để phòng chống hoàn lưu cơn bão số 1, các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở về công tác chỉ đạo và phòng chống cơn bão số 1 để chủ động phòng tránh, sẵn sàng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là thông báo tổ chức kỳ họp thứ 15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30 tháng 1 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ấn định kỳ họp thứ 15 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 trong ngày 21 tháng 7 năm 2023.
Thứ Sáu, khai mạc lúc 8 giờ sáng tại hội trường 408, trụ sở Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh, địa chỉ số 10 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Vậy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng thông báo để toàn thể cử tri, nhân dân trong tỉnh được biết và theo dõi kỳ họp. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực Lê Xuân Tiến. Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2023. Tỉnh Hưng Yên có điểm trung bình các môn thi là 6,3 điểm, đứng thứ 33 cả nước, tăng 2 bậc so với năm 2022. Điểm trung bình của từng môn thi dao động từ 5,32 đến 8,07 điểm, trong đó giáo dục công dân có điểm trung bình cao nhất, ngoại ngữ có điểm trung bình thấp nhất. Năm nay, tỉnh Hưng Yên không có môn thi nào lọt top 10 địa phương có điểm trung bình cao nhất cả nước. Toàn tỉnh có 119 bài thi đạt điểm 10 ở các môn địa lý, lịch sử, giáo dục công dân, vật lý, sinh học và hóa học, cao gấp 2,5 lần so với năm trước. Em Tạ Thị Thảo Nguyên, trường Trung học Phổ thông Kim Động là thí sinh duy nhất đạt 2 điểm 10. Em Nguyễn Mạnh Hùng, trường Trung học Phổ thông Trưng Vương là thủ khoa khối A cả nước. Dựa trên kết quả điểm thi, sáng ngày 18 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo đã họp xét tốt nghiệp Trung học Phổ thông cho các thí sinh. Tỷ lệ tốt nghiệp Trung học Phổ thông toàn tỉnh đạt 99,13%. Phú Cư là một trong ba địa phương có diện tích cần thu hồi để xây dựng đường Tân Phúc – Võng Phan. Trong đó có gần 130 hộ đất thổ cư nằm trong diện phải giải tỏa ở ba xã. Đến nay các địa phương đã cơ bản hoàn thành kế hoạch bố trí khu tái định cư mới cho nhân dân. Ba xã có phần diện tích đất thổ cư phải giải tỏa để xây dựng đường Tân Phúc – Võng Phan là Đoàn Đào với khoảng 61 hộ, tổng diện tích trên 700m² tại hai thôn Đoàn Đào – Đồng Minh. Xã Đình Cao với khoảng 68 hộ, tổng diện tích gần 6.500m² tại ba thôn Duyên Linh, Hà Linh và An Nhuế. Xã Minh Hoàng phải giải tỏa một hộ của anh Nguyễn Khắc Thạo tại thôn Hoàng Chanh với diện tích khoảng 600m². Các xã đã lên kế hoạch bố trí khu tái định cư như xã Đoàn Đào dự kiến bố trí tại thôn Đoàn Đào với diện tích gần 8.000m², xã Đình Cao tại thôn Hà Linh với diện tích khoảng 7.000m². Riêng hộ anh Nguyễn Khắc Thạo tại xã Minh Hoàng đã có kế hoạch tái định cư tại thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào. Khu tái định cư mới sẽ rộng hơn khu ở cũ, hiện toàn bộ đang là đất lúa. Thời gian tới, chính quyền các cấp tại địa phương tích cực vận động tuyên truyền để người dân đồng thuận sẵn sàng nhường đất cho dự án. Từ những diện tích đất xen kẹp, đất hoang hóa, lão nông Bùi Đức Tình, thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi đã biến chúng trở thành những cánh đồng sen bạt ngàn với nhiều giống sen đẹp lạ cho hiệu quả kinh tế cao. Nhận thấy được những tiềm năng phát triển kinh tế từ mô hình trồng sen, năm 2010, khi trở về quê hương sinh sống, ông Tình đã đầu tư thuê lại trên 10 mẫu đất hoang hóa của người dân trong xã để trồng sen. Ông đã đi tìm hiểu và lựa chọn những giống sen đẹp, lạ, phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng để đưa vào trồng và nhân giống. Hiện tại, toàn bộ diện tích sen của gia đình ông đều đang được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp với các giống nhập ngoại như sen Super, sen Quan Âm, sen Bách Diệp và sen Lấy Củ. Bên cạnh việc lựa chọn giống, ông còn thường xuyên đi học tập kinh nghiệm, tham gia các lớp tập huấn về trồng và chăm sóc sen. Ở quê thấy cái đất ở quê mình bỏ hoang rất nhiều nên tôi có ý tưởng trồng sen theo mô hình của miền Tây. Cái hoa sen này nó trước hết nó là một cúc hoa, hay là nó đem lại cái nền kinh tế cao gấp 4 lần so với trồng lúa. Nhờ phương pháp chăm sóc tốt nên diện tích sen của gia đình ông cho năng suất rất cao, hoa đẹp và bền, được thị trường ưa chuộng. Ngoài bán cho các mối buôn trong tỉnh, sen của gia đình ông còn được chuyển đi các tỉnh như Đà Nẵng, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng. Mỗi ngày, diện tích sen của gia đình ông cho thu từ 2.500 đến 3.000 bông. Chỉ tính riêng thu nhập từ bán hoa sen, mỗi năm ông thu từ 700 tới 800 triệu đồng. Tôi lấy sen nhà ông Tình là được 2 năm rồi. Mà các cái chất lượng sen của nhà ông ấy thì đẹp hơn các loại sen thông thường khác. Mà nó nhiều loại. Mình ở Hà Nội mình đi qua mình thấy đầm sen đẹp thì mình xuống mình ngắm, mình hỏi cái đây là loại sen mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy và tôi thấy là đẹp hơn rất nhiều so với những loại sen mà tôi đã nhìn thấy. Ngoài cung cấp hoa, củ sen và giống sen, ông còn chế biến trà sen phục vụ nhu cầu của khách hàng. Ông đã lựa chọn giống sen Bách Diệp, loại sen có mùi thơm đặc trưng nhất để trồng phục vụ cho việc chế biến trà. Để bảo quản được thời gian dài và thuận lợi cho việc vận chuyển đi các tỉnh, ngoài trà sen ướp tươi, ông còn chế biến trà sen sấy khô được đóng gói hút chân không để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Mô hình trồng sen của ông Tỉnh không những khai thác sử dụng có hiệu quả
những diện tích đất bỏ hoang mà còn tạo ra nguồn thu nhập cao, giúp phát triển kinh tế gia đình. Đây chính là một trong những mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp tiêu biểu của xã Xuân Trúc. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch số 180 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về triển khai thực hiện phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, đến nay huyện Tiên Lữ đã triển khai khá hiệu quả công tác này. Huyện Tiên Lữ đã giải thể phòng y tế chuyển công tác quản lý y tế về văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện, sắp nhập hai trường trung học cơ sở và tiểu học Minh Phượng, điều chuyển vị trí công tác đối với 6 cán bộ quản lý trong khối giáo dục và rà soát bổ nhiệm lại đối với 8 cán bộ quản lý từ cấp phòng trở lên. Theo đó, đã giảm được 3 đơn vị, giảm được 2 vị trí lãnh đạo đứng đầu đơn vị hành chính trong khối giáo dục và y tế. Với mục tiêu sắp xếp cơ cấu lại bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý và cải cách hành chính, nhằm nâng cao kỷ luật kỷ cương của các cán bộ công chức viên chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.